Sơn cũng có sự đông đúc. Và cũng rất là may mắn khi thời điểm này Thái Hà thì vẫn có thể di chuyển được. Nhưng nếu quý vị đi Thái Hà mà quý vị hướng tới cái đoạn giao với Yên Lãng ấy, thì nó sẽ hơi đông ở cái đèn đỏ ở đây. Còn lại qua cái đoạn này thì cả Yên Lãng, cả Thái Hà đều thoáng trông thấy. Bây giờ Thái Thịnh thì quý vị lưu tâm ở đoạn là Yên Lãng, mà nếu mình rẽ phải qua Thái Thịnh ấy, thì quý vị cũng chú ý. Tại vì là nó cũng sẽ là bị ách tắc một tí bởi những cái tín hiệu đèn giao thông, nên đôi khi nó cũng sẽ là ảnh hưởng ít nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta nhường nhịn nhau thì những cái tuyến này nó cũng sẽ thông thoáng nhanh thôi. Và không hiểu vì lý do gì mà Hoàng Ngọc Phách thời điểm này có phần đông hơn hẳn. Một phần ở đây cũng có khá là nhiều những cái quán ăn, nhưng mà trục đường Hoàng Ngọc Phách này thì nó khá là bé, nên là quý vị cũng chú ý hơn. Và đó chính là ở cái khu vực Thanh Xuân. Và bây giờ chúng tôi cũng xin là cập nhật qua ở đoạn Xuân Thủy Cầu Giấy thì tình hình giao thông cực kỳ khả quan, và trước bằng với xe Mỹ Đình cũng không có vấn đề gì cả. Di chuyển một chút lên khu vực phố cũ thì chúng tôi cũng ghi nhận là việc là Trần Phú giao với Lê Trực thời điểm này hơi đông nhẹ, hay là Lê Hồng Phong giao với Chu Văn An quý vị nhé. Còn lại một cái tuyến nữa mà chúng tôi cũng hiện tại thấy là nó có phần cũng hơi bị ùn nhẹ thôi, đó chính là tại khu vực đi qua chùa Trấn Phúc, quý vị cũng chú tâm. Còn lại thì những cây cầu trên địa bàn thủ đô như là Chương Dương, Vĩnh Tuy hay là Thanh Trì thì tất cả đều thông thoáng. Đây chính là những cái thông tin tích cực đầu tiên mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Hy vọng là với sự thông thoáng này thì nếu mà ai có những cái suy nghĩ là mình sẽ đi ra phố trong thời điểm này thì mình cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Đấy chính là điều mà chúng tôi mong muốn. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng thư giãn với âm nhạc quý vị nhé. Lúc này thì xin mời quý vị đến với tiếng hát của nữ ca sĩ Đoan Trang với ca khúc Bóc Hát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Đối với chủng virus của mở chót và giải trúng 3 triệu đồng, xin mời vận hành 2019. Và số 5 FM thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp với sự tham gia của các khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào 15 giờ mỗi ngày trên 365 FM, tần số FM 92,7 MHz. Bị Hưng Hòa, quận Bình Tân bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư công trình tiêu thoát nước và cải thiện ô nhiễm kênh Tham Lương, bến cát, rạch nước lên vào đây trên địa bàn quận Bình Tân. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo cho 57 hộ dân ở chung cư Tân Xanh số 197 Nguyễn Tri Phương được rõ về việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình VOV kết nối của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Quý vị có điều gì thắc mắc cần được giải đáp về chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, có thể gọi cho chúng tôi. Những bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo của Đảng để vận dụng trong bối cảnh mới. Vâng, và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đồng hành trong cụm 2 của chương trình, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Mạnh Quang Thắng.